Thưa quý vị và các bạn, bão số 9 đã đi vào đất liền các tỉnh miền Trung nước ta và đang gây ra nhiều thiệt hại cho người dân tại đây. Có những điểm gì cần phải lưu ý sau khi cơn bão số 9 đi qua? Hãy cùng phóng viên của Đài truyền hình Kết nối VTC cập nhật nội dung này với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ngay bây giờ xin được mời phóng viên Đình Hoàn. Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý vị các bạn. Hiện nay cơn bão số 9 đã chính thức đổ bộ và đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ nước ta và gây ra mưa lớn cũng như là gió giật mạnh tại nhiều địa phương. Khi mà cơn bão đi qua thì rất nhiều những vấn đề người dân và chính quyền địa phương cần phải quan tâm và lưu ý để tránh những thiệt hại đáng tiếc. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thêm thông tin về vấn đề này. Vâng ạ, xin chào ông. Ông có thể cho biết là với những diễn biến của cơn bão số 9 sau khi bão đi qua, người dân và chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng cần phải có những cái lưu ý như thế nào ạ? Vâng, có thể nói là sau khi bão đi qua thì ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn sẽ gây ra rất nhiều các cái thiệt hại. Tuy nhiên thì người dân vẫn phải cần hết sức đề phòng với cả cái gió mạnh và mưa lớn vẫn còn kéo dài cho đến hết chiều và tối ngày hôm nay. Sau đấy thì mưa chúng tôi dự báo sẽ dịch dần lên phía Bắc, mở rộng ra các khu vực, các tỉnh như là Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế. Cùng với cả quá trình đấy thì là cái gió cũng sẽ mở rộng dần ra các tỉnh này và có thể đạt mức là cấp 8 cho đến cấp 10 và giật cấp 12. Cái lưu ý thứ hai nữa là sóng biển. Thì với cái việc mà bão mặc dù đã đi qua rồi nhưng mà sóng biển ở các khu vực ven biển Trung Bộ thì vẫn có thể cao từ 3 cho đến 5 mét trong chiều tối và tối ngày hôm nay. Sau cái bão, sau cái gió và mưa và sóng biển sẽ là cái mưa lớn, kèm theo đó là cái nguy cơ lũ lên nhanh. Chúng tôi dự báo là trong tối và đêm ngày hôm nay thì lũ ở trên các sông Trung Bộ có thể lên nhanh từ báo động 1 cho đến lên, tức là hiện nay nó đang ở mức duy trì mức báo động 1 và có thể lên nhanh lên mức báo động 3 và có một số nơi có thể trên báo động 3. Ngoài ra là nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất khi mà có cái mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên trong tối và đêm ngày hôm nay. Thưa ông, miền Trung thời gian vừa qua thì cũng đã hứng chịu lượng mưa rất lớn và nhiều khu vực thì cũng đang bị ảnh hưởng và đang trong thời điểm là phục hồi cũng như là khắc phục những hậu quả thiên tai. Liệu rằng là cái đợt mưa này thì nó có ảnh hưởng nhiều đến những khu vực đó hay không, và ở những khu vực này thì cần có thêm những cái lưu ý như thế nào thưa ông? Vâng, các cái dự báo hiện nay cho thấy là cái vùng mưa sẽ dịch dần ra phía Bắc, tức là các tỉnh sắp tới sẽ có một đợt mưa từ ngày 28 đến ngày 31 ở các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, tức là cũng chính là các cái tỉnh mà đã chịu cái thiên tai bão lũ liên miên từ đầu cho đến giữa tháng 10 vừa qua, cho nên là cái rủi ro cũng như các cái tác động của đợt mưa kèm theo đấy là lũ và lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh từ Nghệ An Thừa Thiên Huế trong những ngày tới là vẫn còn rất là cao, đặc biệt là với cái lượng mưa chúng tôi dự báo 500 cho đến 700 mm, có nơi trên 700 trong thời gian từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10. Theo nhận định của ông thì cơn bão số 9 này mức độ đến tính đến cái thời điểm này thì so với những cơn bão trước đây thì ảnh hưởng cũng như là mức độ ảnh hưởng của nó ra sao? Vâng, cơn bão số 9 thì đã gây ra cái gió mạnh cấp 11, 12 và giật cấp 13, 14 cho các tỉnh ven biển Trung Bộ và đặc biệt là các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Đã có cái gió cấp 11, 12 và giật cấp 13, 14 thì so với các cơn bão gần đây thì có thể nói là bão số 9 này tương đương với cả cơn Ketsana hoặc là Damrey. Tuy nhiên thì vẫn còn yếu hơn một chút so với cả cơn Sangsen năm 2006. Thưa ông, ngoài những lưu ý về vấn đề là mưa cũng như là gió ở cái thời điểm này thì tại khu vực Trung Bộ cũng như là trên đất liền nước ta thì còn có những cái hiện tượng mà thời tiết gì mà chúng ta cần phải lưu ý tâm trong cái thời gian tới ạ? Và ngoài mưa lũ cũng như là mưa sau bão và lũ cũng thèm rồi đấy thì chúng tôi cũng có các cái dự báo xa về việc là trên biển Đông có thể xuất hiện các cái xoáy thuận nhiệt đới mới trong thời gian cuối tháng 10 và đầu tháng 11, cho nên là các cái thông tin về thiên tai chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và quý vị cũng cần phải cập nhật các cái bản tin thường xuyên hàng ngày để có thể có được cái thông tin mới nhất về cái diễn biến của thiên tai trên đất liền cũng như trên biển. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị các bạn, có thể thấy rằng cơn bão số 9 đã đi vào đất liền. Tuy nhiên, mưa cũng như gió giật mạnh vẫn còn duy trì và kéo dài trong chiều và tối nay. Chính vì vậy mà người dân cũng như chính quyền các địa phương cần phải hết sức lưu ý và cẩn trọng để tránh những thiệt hại đáng tiếc khi cơn bão đã đi qua. Và phóng viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ còn tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị các bạn công tác ứng phó với cơn bão số 9 trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Đình Hoàn. Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó với bão số 9 được nhận định là có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa cho đến nay, Sở Chỉ huy Tiền phương đã được lập tại Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo.
Nhờ sự chỉ đạo kịp thời này, mà dù bão số 9 đã đổ bộ vào đất liền, nhưng những thiệt hại do cơn bão này gây ra đã được giảm thiểu một cách đáng kể. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật thêm thông tin từ ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Có thể nói là cái công tác ứng phó chúng ta trên cả các cái khu vực lớn, một là toàn bộ cái 45.000 tàu thuyền neo đậu thì chúng ta hiện nay đang giữ gìn trật tự để đảm bảo an toàn. 188.000 lồng cá thì cũng đang được duy trì để cố gắng đảm bảo không xảy ra rủi ro đối với người. Trên cái tuyến đất liền ấy, thì chúng ta đã tổ chức sơ tán tới như thế là 98.000 hộ và vào khoảng độ 400.000 khẩu. Đến giờ phút này thì 6 tỉnh của khu vực trọng điểm chúng ta đang tập trung giữ gìn cái an ninh để đảm bảo người dân được an toàn trên cái mọi phương diện. Một cái điểm thứ tư nữa là chúng ta đang tập trung các cái nhóm giải pháp khác, kể cả những cái nơi đã sơ tán. Đó là nhiệm vụ trọng yếu số 1 mà 6 ban chỉ huy của các địa phương chúng ta trong vùng trọng điểm phải làm. Cái điểm thứ hai nữa chúng tôi muốn lưu ý đó là an toàn hồ đập. Tất cả là phải hai cái Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương phải vào cuộc cùng với ban chỉ huy của 6 tỉnh để chỉ đạo vận hành các cái hồ chứa, kể cả thủy lợi và thủy điện một cách khoa học nhất, và đặc biệt chú ý những hệ thống hồ nhỏ đã xuống cấp, không để những sự cố xảy ra. Vào trưa ngày 28 tháng 10, từ Ban Chỉ huy Tiền phương ứng phó bão số 9 đặt tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng đã điều tàu, đồng thời đang nghiên cứu về phương án sẵn sàng đưa máy bay để tìm kiếm 26 ngư dân của hai tàu cá tại Bình Định đang mất tích trên biển trong mưa bão số 9. Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, hai tàu cá của ngư dân Bình Định với 26 thuyền viên đã mất liên lạc từ hôm qua. Theo thông báo của chủ tàu, hai tàu đã bị chìm trên biển. Hy vọng các ngư dân mặc áo phao vào đang cầm cự trên biển. Đối với tàu cá Bình Định, mang số hiệu BD98658 đã bị hỏng máy trôi giạt trên biển từ chiều qua 27 tháng 10. Ngay trong sáng nay, hai tàu kiểm ngư của vùng 4 đã rời cảng Cam Ranh để tiếp cận tàu cá đang trôi giạt trên biển. Các tàu hải quân vẫn đang liên lạc được với tàu cá Bình Định đang hỏng máy. Song do sóng biển rất lớn, tốc độ tàu không thể nhanh được. Dự kiến 20 giờ tối nay, tàu kiểm ngư sẽ tiếp cận và cứu hộ các thuyền viên bị nạn đang còn trôi giạt. Ngoài ra, do sóng biển rất lớn, nên lúc 9 giờ 30 phút, Bộ Quốc phòng cũng đã tăng cường thêm một tàu kiểm ngư đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm 26 thuyền viên còn mất tích trên biển. Bộ Quốc phòng cũng đang nghiên cứu phương án sử dụng máy bay để bay tìm kiếm và chỉ thị cho các tàu tìm kiếm trên biển, giúp mở rộng phạm vi tìm kiếm, giúp công tác tìm kiếm nhanh hơn. Khi điều kiện thời tiết cho phép, sẽ triển khai và đưa máy bay vào để đẩy nhanh công tác tìm kiếm người bị nạn.